Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vẫn giữ màn hình của Đài Việt TV và trở lại phần 2. Nhưng xin gửi về bản tin đầu tiên. Bản tin cũng khá thú vị vì tuần lễ vừa rồi, theo như ông lời Jerome Powell, thì ông cái lời nói chuyện của ông hay là điều trần giữa những người họp báo đó, thì khi ông nói chuyện họ đoán rằng ông đã mở cửa cho cái lần cắt thứ hai về cái tiền point, cái interest của tụi vị. Cái lý do vì ông nói hiện tại về cái global nó đã ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ, tức là không phải riêng Hoa Kỳ không có bị gì hết, nhưng mà nào là cái trade của Trung Quốc và Hoa Kỳ, rồi ngay cả một cái chuyện mà chúng ta biết rằng cái Brexit, rồi nhiều cái quốc gia khác về cái tỷ lệ thất nghiệp, và tất cả những cái quốc gia dòng dòng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến Hoa Kỳ. Và ông nói rằng có thể ông không nói rõ ràng là có thể, nhưng mà nó seem like wow, trong tương lai có thể sẽ cắt nữa, và từ đây đến cuối tháng 10 chắc chắn sẽ cắt nữa. Cái đợt cắt đầu tiên là tháng 7 và cái đợt cắt thứ hai là giữa tháng 9, và cái đợt cắt kế tiếp lần thứ ba trong năm là họ đoán rằng có thể đến cuối tháng 10 các quý vị. Và chúng ta cũng biết rằng cái tuần lễ vừa rồi thì White House, Tòa Bạch Ốc cũng đã confirm cái cuộc nói chuyện giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Khi chuẩn bị nói chuyện với Trung Quốc thì Hoa Kỳ ok rồi, thứ năm, hôm thứ năm vừa rồi đó là 10 tháng 10, thì vừa chuẩn bị nói chuyện thì Hoa Kỳ đưa ra một cái list, Bộ An ninh của Hoa Kỳ đưa ra một cái list 21 cái công ty mà nằm trong cái gọi là cái blacklist, xin lỗi, 28 công ty. Cái blacklist là như thế này. Thí dụ như những công ty đó đang có chiều hướng làm ăn tốt với Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ đã đưa vào cái blacklist, tức là một cái danh sách đen đó, là nói rằng ồ, anh từ nay chúng tôi không chơi với anh nữa, tức là cắt mối quan hệ giữa cái công ty đó hoặc là một cái công công ty hay là công đoàn hay là một cái tổ chức nào đó mà Hoa Kỳ cho rằng họ đã đàn áp những người ở Tân Cương. Cái lý do tôi biết thời gian mà bên Tân Cương thì bị người Trung Quốc, lính Trung Quốc, rồi công ty Trung Quốc đã đàn áp, và họ nói rằng dùng cái trường hợp là khi những người này không có một cái vũ khí nào trong trong tay hết, mà Trung Quốc đã đàn áp họ như vậy để bắt họ phải chịu những cái điều mà yêu sách Trung Quốc đưa ra, thì họ không có chịu, và cuối cùng những công ty đó đã được Hoa Kỳ liệt kê vào danh sách đen. Mặc dầu Trung Quốc rất là đau đớn khi mà biết được cái bản tin này, nhưng mà cái cuộc họp thứ năm vẫn diễn ra bình thường. Chưa hết tại đó, thứ sáu thì Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua, ngày hôm nay thì Dũng không có nắm được tin tức là nói như thế nào, nhưng mà cái thị trường chứng khoán lên rất mạnh khi biết rằng sau cái cuộc nói chuyện giữa ông Tổng thống Trump với ông Lee Hu thì chắc chắn sẽ có chiều hướng tốt đẹp hơn. Và chúng ta chờ xem ngày hôm nay, thì Dũng không có nắm được rõ bản tin, nhưng mà thứ hai thì sẽ gửi bản tin đó. Và cái bản tin kế tiếp là bản tin bất ổn cho Trung Quốc nữa, không phải riêng về Fitbit không, mà Fitbit là một trong những, Fitbit là một công ty mà làm về smartwatch, chúng ta đeo cái đồng hồ vào để đoán chúng ta bị tim mạch chạy bộ thế nào đó, một công ty cũng là công ty về technology rất là lớn cái thưa vị. Nhưng mà công ty này nó nằm ở Trung Quốc trong một thời gian dài, nhưng mà hôm thứ tư đó họ nói là đầu tháng 1 năm 2020 họ sẽ withdraw toàn bộ công ty ra khỏi Trung Quốc. Đây không phải là công ty đầu tiên mà ra khỏi Trung Quốc, rất nhiều công ty đã dời gót mình ra khỏi Trung Quốc. Và cho tôi biết là những cái quốc gia mà được hưởng nhiều nhất đó là Việt Nam. Việt Nam hiện tại giờ có Apple, có Samsung, có Microsoft, có Facebook, có rất nhiều công ty quý vị, và Fitbit là một trong những công ty người ta nghĩ rằng sẽ về Việt Nam để mà làm ăn. Cái câu này tôi nói là thì thường nghe rồi, trâu bò hút nhau mà ruồi bủ chết, nhưng mà ngược lại trâu bò hút nhau thì ruồi bủ sống, mà sống thọ, sống tốt nữa, đó là Việt Nam. Hoa Kỳ và Trung Quốc càng đánh nhau thì Việt Nam càng hưởng lợi cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Social Security. Hồi nãy thì Dũng có gửi bản tin này sơ sơ rồi, nhưng mà năm nay đó, bước qua năm 2020 đó, quý vị thấy cái check của quý vị sẽ tăng lên, mà 68 triệu người Mỹ sẽ thấy cái check của mình lên khoảng 1.6%, tức là tương đương 23 đồng 40 xu, là khoảng 1.460 đồng. Kính thưa quý vị, cái check này hồi năm ngoái đó thì chính phủ Hoa Kỳ nghĩ rằng cái lạm phát nó nhiều, cái living cost nó tăng lên, thì họ tăng cho quý vị đến 2.8, tức là năm nay chúng ta được 2.8, tức là khoảng 4 triệu đồng 90 xu extra. Vì cái lý do thứ nhất là lạm phát tăng chút xíu, thứ hai nữa là từ năm 2012 cho đến năm 2018 họ chưa một lần nào lên hết, và họ lên một lần như vậy một lần đủ cả. Nhưng mà năm tới đây, từ năm 2010, họ sẽ lên cho quý vị là 1.6%, tương đương 23 đồng 40 xu. Chúng ta sẽ thấy cái tiền về Social Security đó, benefit sẽ tăng lên một chút xíu cho năm 2020.
Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến teenager, các thưa vị. Với khảo sát này là Gen, một cái khảo sát mà hầu như mỗi năm thì gọi là Piper Jaffray, họ chuyên môn làm một cái survey cho tuổi teenager, và tuổi này là 16 trở xuống. Nhưng mình thấy Hoa Kỳ lạ như thế này. Khoảng những 10 năm, 20 năm về trước, thay 16 tuổi thường đi shopping là có cha mẹ theo. Bây giờ 16, 15, 14, 13 thậm chí cũng có thể cầm cái credit card đi shopping một mình rồi. Và những cái thống kê này đưa ra đó, khoảng 9.500 em. Và những em này gia đình có income khoảng 65.400 trở lên. Và họ nói rằng cái chiều hướng những em này bắt đầu xài tiền giảm xuống, các thưa vị. Và họ cho biết rằng những em này đó họ có xài tiền khoảng 42 tiểu bang khác nhau. Và số xài này nó down khoảng 4% so với tháng vừa rồi, và cả năm như vậy thì nó down khoảng 10%. Rõ ràng là họ xài xuống average mỗi đứa teenager, và tuổi này là tuổi 18, 17, 16, 15. Xài mỗi năm của cha mẹ hoặc là các em tự làm ra là 2.371 đồng. Nếu mà nói vậy thì mua một cái iPhone không thôi là 1.000 mấy rồi, phải không? Thì rồi cái này là các em xài nha, mua đồ lung tung, ăn xài, chơi phung phí, đổ xăng này vân vân. Thì năm ngoái là các em xài 2.371 đồng, nhưng mà năm nay đến tận ngay phút này đó thì cái survey tính ra chỉ có 2.234 đồng, tức là nó giảm một chút xíu, 0.4%. Cái điều này thì khoảng 1/3 trong những em thanh thiếu niên này cho biết rằng khi được hỏi là có lo lắng về cái vấn đề suy thoái xảy ra hay không, thì chỉ có 1/3 trong số 9.000 em này đó thì nó yes, còn số còn lại thì xài thoải mái, không có lo gì hết, các thưa vị. Vâng, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến nhà băng. Wow, cái câu này tôi hỏi là quý vị có bao giờ nghĩ rằng bỏ tiền vào nhà băng của Hoa Kỳ có an toàn hay không? Cái câu này không phải riêng quý vị hỏi, tín dụng cũng hỏi nữa, có an toàn hay không? Đúng ra thì nó an toàn, các thưa vị, nó an toàn lắm. Khi mà cái số tiền mà chúng ta bỏ vào đó thì nó được một cái gọi là FDIC, dịch là, ví dụ nghĩ là Federal Deposit Insurance something C something corporation, I guess, là cái bảo chứng được cái tiền quý vị và bỏ vào. Thì khi mà chúng ta bỏ vào như vậy, thí dụ như bây giờ chúng ta bỏ 10.000, qua ngày mai ăn trộm lấy hết 10.000 thì nhà băng sẽ bỏ vào 10.000 liền, vì chúng ta được bảo chứng lên đến 250.000 lần. Nhưng mà cái vấn đề, cái con số này đưa ra làm cho chúng ta quan tâm. Tổng số tiền người Mỹ bỏ vào 300 nhà băng ở Mỹ là 7.700 tỷ. Đúng không? Và cái insurance á, chúng ta được cover là 250.000, up to 250.000. Đúng không? Nhưng mà hiện tại giờ trong 300 nhà băng này chỉ có số tiền bảo hiểm là 107 tỷ thôi. Tương đương chỉ có 1.4% với số tiền 7.700 tỷ. Vậy thì chúng ta thấy cái số tiền nó chênh lệch quá lớn, đúng không? Bây giờ đùng một cái qua ngày mai 7.700 tỷ này vanish, tức là disappear, mất hết luôn. Thì mỗi người chúng ta nhận được bao nhiêu ta? Nếu mà có 107 tỷ thôi, những người được có vài chục đồng hả, vài chục ngàn thôi hả? Mà những người bỏ vài triệu thì sao? Hay là vài trăm triệu, hay là vài tỷ, chẳng hạn như ông Tim Cook, rồi ông Jeff Bezos. Những ông này là tiền như là ông Mark Zuckerberg. Những người này là vài chục tỷ không? Vậy thì như thế nào? Wow, thấy khó đúng không? Chúng ta nghe là mặc dầu tiền bỏ vào nhà băng của Mỹ rất là an toàn, nhưng mà an toàn chỗ nào khi chúng ta tổng số là 7.700 tỷ, nhưng mà tiền bảo hiểm bảo toàn cho số tiền chúng ta bỏ vào có 107 tỷ thôi. Wow, cái số chênh lệch rất lớn. Nhưng ví dụ xin gửi là một lời khuyên nho nhỏ như thế này. Nếu mà quý vị biết rằng cái bảo hiểm của quý vị bỏ vào tiền nhà băng là nó up to 250.000. Nếu quý vị nào mà bỏ vào nhà băng mà 260.000 thì chúng ta bị mất á, là chúng ta mất 10.000 liền. Tại vì người ta chỉ trả cho quý vị có 250.000 thôi. Còn 10.000 kia đó là over cái limit mà người ta có đã lời hứa rồi. Vậy thì nếu quý vị nào bỏ trên 250.000 trong một nhà băng, thì lời khuyên trong đây của những nhà chuyên gia, chúng ta nên split nó ra. Bỏ nhà băng này 107 và nhà băng kia 108 hay là 109. Còn ngoài ra nếu mà chúng ta bỏ nhiều như vậy thì mất hết, quý vị. Vâng, bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho thứ Bảy ngày hôm nay. Bản tin khá thú vị. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng quý vị làm việc mà giám đốc quý vị có theo dõi đây không? Vâng, yes. Đặc biệt quý vị nào làm về technology, làm về office, làm về professional job. Chúng ta thử làm một thí nghiệm nha. Mở Yahoo lên. Chúng ta mở Yahoo lên nha. Right click cái màu, chúng ta thấy chữ View Source. Chúng ta mở vào đó. Chúng ta đang coi trên màn hình. Ví dụ đang coi dài đi. Chúng ta right click đôi giày Nike.
Rightlick View Source, trong đó hiện lên Nike, Nike, Nike. Tức là người chủ đơn giản có thể coi biết quý vị đang làm gì, đang coi cái gì, từ lúc nào, từ giờ nào. Chứ tưởng tượng khi mà người chủ trả tiền cho quý vị đó, một năm ví dụ như 100 ngàn là một giờ chúng ta làm được 50 đồng, nhân với 2 ngàn giờ là 100 ngàn. Vậy thì 50 đồng mà chúng ta vừa làm mà vừa coi TV hay vừa web browser như vậy đó, thì rõ ràng người chủ đâu có thích đâu. Họ trả cho quý vị 1 giờ 50 đồng, đâu phải để ngồi đó coi web browser. Trường hợp như chúng ta cần làm gì thì chúng ta phải làm. Còn nếu ngồi coi không có chừng chúng ta bị. Và cái trường hợp như cũng giải thích quý vị trước đây, theo như ông Brian Krupp thì ông nói rằng rất là dễ. Ông là người consultant của cái công ty Gartner. Gartner là chúng chuyên môn cung cấp những phần mềm để theo dõi tất cả nhân viên của mình. Và đến bây giờ thì quý vị cho biết rằng 80% những cái công ty hiện tại bây giờ là theo dõi nhân viên của mình đang làm gì. Nhớ nha, 80%. Hồi năm ngoái là chỉ 5%, năm nay là 80%. Nhưng mà người ta nói rằng, ồ để coi làm gì, tôi làm việc xong tôi ngồi tôi coi. No problem. Chúng ta làm xong cái project đó rồi, chúng ta ngồi, chúng ta web browser, chúng ta coi, chúng ta mua đồ online. No problem. Nhưng cái record vẫn giữ đó. Đến một khi nào, một khi nào mà cần lay off nhân viên đó, thì họ nói là, ồ anh này rảnh quá, một ngày anh làm có 3 tiếng thôi, 8 tiếng, 5 tiếng kia đó, anh ngồi anh coi web browser. Nếu quá rảnh như vậy thì khi cái đợt lay off đến đây đó, anh là người xung phong đầu tiên hay là anh là người bị chúng tôi đưa lên thớt đầu tiên. Vậy thì quý vị khi làm những cái hãng lớn như vậy chúng ta nên cẩn thận. Web browser, ok, dù chúng ta coi 1, 2 phút hay 2, 3 phút thôi. Nếu chúng ta coi giờ này qua giờ nọ thì chúng ta thiệt là coi chừng. Và đây cũng là tin cuối cùng cho chương trình Kinh tế và Tài chính với Tiến Dũng. Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ Bảy vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.